Linh Kiện ST xin kính chào các bạn. Linh Kiện ST xin giới thiệu với các bạn IC công suất PS219B3 ADST. Các bạn đang thấy thì đây là con IC mới chính hãng 100%. IC chính hãng. Các bạn yên tâm sử dụng hàng bên Linh Kiện ST bởi vì tất cả các sản phẩm bên Linh Kiện ST đều được bảo hành và được test rất kỹ trên các bo mạch. Nên các bạn có thể yên tâm sử dụng. Để đặt hàng, các bạn truy cập vào website linhkienst.com hoặc là gọi điện thoại trực tiếp. Số điện thoại và link website được gắn ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở đấy. Ngoài ra thì Linh Kiện ST còn cung cấp các dụng cụ giúp cho các thợ sửa chữa điện tử điện lạnh. Các bạn có thể truy cập vào website linhkienst.com để xem thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.